như 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 cái chiếc nhỏ này nè, anh Tuy anh đóng là cỡ bao nhiêu ngày là xong? Như trước đi mà nếu mà thiệp đóng thì coi như 4 ngày, gì 4 ngày xong hả? 4 ngày xong đó là thiệp đóng. Còn Thiệp đóng. nếu mà đóng dây dưa là coi như là một tuần cho đến 10 ngày. Rồi rất đẹp nha các bạn, đây là chua tô màu nha. Đây là chua tô màu. Chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đây vào một cái nhà mà rất là nhiều tàu thuyền nha các bạn. Đây là gọi là ngựa nhân nha các bạn. Đây. Đây các bạn. Hôm nay có cái chiếc xưởng nhỏ đây. Bây giờ đám chưa xong trên này. Đây đám chưa xong mà. Thì là đám chưa xong trên này, chưa xong. Xong rồi nhưng mà chưa xong. Chưa xong hả? Đây các bạn, đây là trước mắt mình là anh Tuy các bạn. Vô bán là ở Tuy Phú Dương. Gọi là Tuy Phú Dân, khu phố Phú Thọ 2 Đông Hồ nha các bạn. Thì hôm nay mình có vào đây, mình đỡ mình review những chiếc thuyền mà anh Tuy tự đóng nha. Ở đây, sơn cái này đi. Đây các bạn đó, rất là nhiều tàu thuyền luôn nha các bạn. Đây, cái chiếc này là ui, chiếc này to hơn. Anh tư vấn giùm cho em cái chiếc này là cái chiếc thuyền loại là giống như là tỷ tí, đây là coi như là tàu tí ấy, là thuyền coi như nếu mà việc là coi như là 70 lít hay là 80 lít là rồi. Đây là do mình đóng gọn lại ha. Đây là coi như là nếu mà tàu thuyền thì cái số đây là cỡ 25 hay là 80 lít là từng tỷ, 75 tỷ chúng ta giỡn đâu, 75 tỷ. Mình nếu theo ở ngoài là 75 tỷ. Nếu ngồi mình ngồi người ta đi làm thì 75 tỷ, chứ còn giờ đây là coi như anh làm cỡ đây là quá to, quá to ha. Đây là chiếc thuyền này là đi lưới với anh Tuy. Đây là đi lưu đúc đêm á. Lưu đúc đêm mà. Cho bây giờ ý nghĩa là anh mới làm xong chứ mà chưa có lưới bỏ đi. Làm xong chưa có lưới. Đây các bạn mình sẽ review nha. Đây là gọi là chiếc lưu đúc đêm nha các bạn. Có đây là Phú Yên, có 99057 tờ ha, tờ S nha các bạn. Không, chiếc tàu này rất là bự luôn. Đó. Và còn những cái chiếc thuyền nữa không, anh Tuy? Còn đây. Wow. Còn quay đi. Còn nó coi như nếu mà nhà Tuy là giờ còn 30 chiếc hả? 30 chiếc. Đây cũng chiếc là không nữa, nhiều lắm. Rồi. Đây là những chiếc này theo mình cũng ở dân biển là chẳng như chiếc lưới cán mi lông nha các bạn. Những chiếc này ở Đà Lạt đồ là rất là nhiều luôn nha. Phú Yên nhiều lắm, phổ quy đẹp gớm không? Coi như là đó, vui lúc đưa ngay lắm. Ồ. Quá đẹp rồi, ai cũng vô cũng bị thành. Đây dẫn đi tham quan một xíu rồi đi. Dẫn đi cà phê. Đây, nếu mà các bạn mà chơi cảnh tường coi như là cảnh nha, không có còn thẻ hồ bơi hồ két thì chơi két bây giờ cũng quá vậy. Anh Tuy nói đây nè, mấy bạn mà muốn tham quan và muốn được một chiếc thuyền này á thì mình tới tại nhà đây, cái thớ mình xin lỗi chọn và lựa một chiếc để giờ mình treo cánh những cái góc nhà phòng khách đó các bạn. Đây thấy treo rất đẹp không? Chiếc đây coi như là 22 năm này còn này. Chiếc này chiếc này nhiêu? 22 năm còn lại này. 22 năm. Coi như là hầu anh chưa đi ngồi. Hầu chưa đi ngồi lại nữa. Mất cái vợ. Cái chiếc này là 22 năm nha các bạn, nó vẫn là còn sắc sảo không có bao nhiêu. Sắc sảo nha. Rất là đẹp luôn. Còn nếu bạn mà coi như có muốn ghét bây giờ chơi cùng cô, nếu mà coi có hồ ké là nhà có hồ bơi gì vậy là coi như là ra thẻ thoải mái. Chút nữa là chỉ ra cái chỗ cái hồ nước mà thẻ thường nha. Mấy cái chiếc này là đóng bao lâu rồi? Còn mấy chiếc này đóng bao lâu rồi? Chiếc này coi như là 5 năm 7 năm. 5 năm 7 năm rồi hả? Nhìn rất là đẹp các bạn, chút nữa mình sẽ hỏi anh là cái kỹ thuật anh đóng và tạo như thế nào. Để các bạn giờ mình sẽ lên ngầu tham khảo với anh Tuy một xíu đây. Mấy chiếc đây là coi như là mới đóng. Năm 2 năm ở đây coi như còn là tùm lum đi. Đây, mình sẽ vỡ một chiếc này để ngầu nói chuyện. Đây. Là anh Tuy là làm cái ngờ này là bao lâu rồi? Anh là làm lúc coi như là hồi coi như là đi cắt cái cỡ 20 năm rồi. Hai mấy năm. Là đi mấy rồi coi như hồi mình mất anh mất 16 14 là còn đi học cấp 1 à. Hồi mất 14 tuổi à? Hồi mất 14 tuổi à. Thấy người ta làm ghê ấy, rồi mình giờ mình làm nhất trong đây luôn. Mà trước kia là anh có cái một năm coi là chọc chiếc hay là 7 tên chiếc. Ai có đi quê đi lại thì nộp coi cảm ấy hết thì đầu mua gì đầu nhận được cảnh gì thôi. Còn như mình là nên coi như tạo dụng cái hồ bơi kia coi như thẻ hồ bơi thẻ máy chân này đi mà có những cái nhà mà nhà lầu rồi sang đất chơi thì rất đẹp nha. Như cái chiếc nhỏ này nè anh Tuy, anh đóng làm cỡ bao nhiêu ngày là xong? Như chiếc đi mà nếu mà thiệp đóng thì coi như 4 ngày.
gì 4 ngày xong hả? 4 ngày xong đó là thiệt đó. Thiệt lắm. Nếu mà đám dây vừa là coi như là một tuần cho đến 10 ngày. Đồ rất đẹp các bạn. Đây là chưa tô màu nha. Chưa tô màu. Như ví dụ như cái chất nhỏ này nè, nếu mọi người mà tham quan tới mà ưa thích và chất nhỏ này muốn mua, ví dụ mua đi, mua về nhà đỡ mà cho đẹp thì cái chất này là khởi giá bao nhiêu anh Tây? Chất này sơn được hết này nọ là cao triệu nữa. Ồ rất là rẻ các bạn. Nếu mà má anh mà coi như có điều kiện một triệu rưỡi hay là bỏ ra cũng như dài bỏ cũng được thôi chứ má. À, vậy là gác vậy là đẹp. Gác vậy là xuống phút đầu luôn. À, coi như AT là bảo hành là coi như nếu ai mua thì bảo hành xuống đầu trong đầu AT đi nước thì coi như là không luôn trong AT không còn là rau chùi máu mía hay là thứ vậy là mà. Nếu mua khi đặt chân tới đây và mua mua là anh bảo hành lựa chọn một chiếc thuyền và mua và anh Tây sẽ bảo hành muôn đời luôn chừng nào nó bỡ nát thì anh Tây chịu không nổi chứ còn nếu nó mua thì anh Tây làm đây ví dụ như các bạn đây như anh Tây làm một chiếc ghia này đúng không? Anh Tây sẽ bảo hành cho mình là muôn đời, chứ anh trầy sơn hay là có thể là gãy hay gì đó. Gì là... đem tới anh Tây vẫn bảo hành. Rồi xe thì coi như là đem tới mà gần thì anh lại vẫn tiếp tục như nếu mà gần thì lại tới nhà sửa cho họ, mà còn mà nếu mà xe thì mình sẽ vẫn vẫn tới. Trước đây là mới đóng coi như là 5 tháng đi, 5 tháng coi như là thật sự xong sẽ hồ bơi đi coi như là cũng bán đẹp, ai cũng tới coi như chụp hình. Nó đi vô về kia mà nó ngược lại nó chọc bèm chiếc rồi đôi. Ồ cái chiếc này là đóng 5 tháng rồi hả? 5 tháng rồi. Chiếc này như... đây các bạn, anh có đỡ chữ ghi bán nữa nha các bạn. Ghi bán. Anh là rất là khéo tay, gọi là cũng là ngợ nhân nha các bạn. Tây Phú Dương coi như là nếu mà nói về Tây Phú Dương là ra cái bản hay là tới cái bản tầng xuống bản đất Ba Lào là 4 cái số là 1 là 2 là 3 là biết Tây Phú Dương. Tây Phú Dương rồi, rồi. 1 là 2 là 3 là mà đất Ba Lào. Như cho em quay cái chiếc này nè, anh Tây là nói giùm này. Cái chiếc này nha anh nha các bạn. Không, cái chiếc này là anh Tây là anh đắm là bao lâu? Cái chiếc này thật sự chiếc này. Chiếc này là to nhất nhất trong các chiếc trong nhà phải không anh Tây? Chiếc này là to nhất, còn cái chiếc kia nữa chứ mà nghĩa là chiếc kia là 8 mà chiếc kia 10. Chiếc này nếu mà đắm thì nửa tháng. Ui, nửa tháng luôn. Đắm thì nửa tháng chứ mà coi như là nếu mà đắm dây dưa thì gần tháng. Đắm dây dưa là nửa tháng, mà mình tạo màu luôn sơn luôn ha. Sơn luôn. Nếu mà ai mà đặt đồ rút thì coi như mình làm chọc ngay không được. Bây giờ đó là như thâu giờ cái chiếc đầu to nhất này nè là anh Tây anh định giá cái chính xác để cho mọi người có thể tới tham khảo luôn đúng không? Không như coi như người ta nào cũng tới đây nào chặt đầu có phim hay là nào cũng muốn mua. Ý nghĩa là anh 6 triệu. Chiếc đầu này là 6 triệu. 6 triệu không có chạy được. Ý nghĩa là chơi hồ bơi, xả hồ bơi như làm cảnh thôi. Thì còn coi như anh là không có làm trực tiếp, ý nghĩa là mình không có cái điều khiển. Không có bộ điều khiển. Các bạn, cái chiếc này á nó rất là to luôn. Gọi nếu cái chiếc này ở ngoài đời người ta nào đánh lưới, chiếc này nằm chỉ là mấy chục tỷ đó các bạn. Nhưng rất là khéo tay anh Tây có thể đám ra một chiếc này bằng sớm cho các bạn. Nên anh định giá cái chiếc này là 6 triệu. Ai muốn chơi thì tới tham khảo và tìm hiểu và có thể mua một chiếc về nhà để treo đây. Muôn đời luôn, mà nếu mà cơ hư cơ xưa sạc tiên là anh Tây coi như là đem tới anh bảo hành. Rồi. Đây, trời dẫn ra cái hồ bơi nhỏ nhỏ đây. Đây. Wow, đây các bạn, đây là cái hồ bơi nho nho đây. Để cho làm những chiếc thuyền xong á, anh Tây anh thẻ đỡ cho nó thứ có trên nó có nghiêng những các bạn đó. Trong đây là có hai chiếc thuyền, cái chiếc này ở dân của mình gọi là gió lương. Còn cái chiếc này nó cũng gọi là mì lông mà sao á? Đây là cũng như rút đêm. Rút đêm hả? Đây cũng như rút đêm bình định. Cho mà ít nghĩa là điều thiếu cái cục lưu đó thôi. À. Là mình chơi đây là chơi nước đơn giản thôi. Còn anh đây là giả lương, đây là. Anh đây giả lương, giả lương. Nên bây giờ cứ như người ta đẹp giả lương cũng được, đắp giả lương cũng được, nuôi giả lương cũng được. Cho nó cũng được. Cái chiếc này tham khảo cái chiếc này chắc nó sẽ thấp thiện hơn chiếc kia ha? Chiếc này 4 triệu rưỡi này, còn chiếc là 6 triệu rưỡi. Chiếc này là 4 triệu rưỡi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Anh có một hồ bơi nhỏ nhỏ là thẻ không nghiêng đúng không? Đấy. Chiếc này là đám coi như là năm ngoái, còn chiếc kia là báo đám. Chiếc này đám là năm ngoái hả? Anh các bạn, đó mình tham khảo một xíu thôi nha. Mà cũng có anh phô đạt lên thẻ là 4 triệu, 4 triệu rưỡi đâu. 4 triệu, 4 triệu rưỡi hả? Anh có một chiếc này anh coi như để làm mẫu. Thì là cái chiếc này để làm mẫu chứ không bán? Không, chứ mà giờ coi như là ai trả được giá bán. Ai trả được giá bán. À, có chiếc kia mà. Cái chiếc này anh nói là trong nhà anh là chỉ cái chiếc này anh chỉ mới đóng vừa xong thôi. Là có giá sẵn cho các bạn, hãy nói là 6 triệu các bạn. Nên mọi người nào á mà nếu mà yêu thích á thì hãy bình luận phía dưới video của mình. Và mình sẽ dẫn tới địa chỉ của nhà anh Tây. Để
đỡ tham khảo về chất thiền này nhé. Thấy các bạn thấy không? Đấy. Rất là đẹp luôn. Cái nhà mà to ha. Bỏ. Không là có cái hồ bơi to to á. Hồ bơi hồ kế gì cũng được. Nếu mà anh nào mà có hồ bơi là coi như là du lịch lấy cái như bỏ 2 triệu thôi thì khách du lịch một trăm năm luôn. Rồi. Đây là cái này anh cũng như là làm cái hồ bơi là tâm phí luôn á. Nếu mà với lúc đó anh nói coi như là nếu mà anh bơi mà có hồ bơi thì coi như là cá cọc trước là không du lịch tâm phí. Người ta là nói vậy. Anh cũng tính điều kiện là giờ giờ nhà đây là 30 triệu. Rất đẹp nha các bạn ơi. Làm một cái chất đầu này rất là khô luôn nha. Phải đây là những cây gai này các bạn phải xăm vào để cho nó chín chín và làm gột cho nó rất là lái luôn các bạn. Phải có khéo tay nghệ thuật đó chứ. Kỹ như là coi như là hồi xưa kia là anh cùng tiếng ngay không phải thợ chứ mình đã nói là anh là thợ coi như là quét quá cứng hơn siêu luôn siêu cứng hơn siêu cứng luôn giờ nó thì anh sống đó là coi như là 10 chiếc là được hết 10 chiếc mười chiếc cái chiếc này đó anh Ti nói anh em nào cứ mua thì bảo hành luôn. Nếu mà đi xe thì có thể gõ cái quận chiến. Còn nếu gần thì tối tại nhà đỡ sửa chữa luôn cho các bạn đó. Thậm chí có thể nếu mà nó gãy cái này nè các bạn hay là gãy cái này anh Ti có thể bảo hành cho các bạn luôn. Miễn phí không có lấy tiền là được. Miễn phí luôn ha. Đây. Anh Ti coi như là năm nay năm này. Bây giờ là đóng chấm lại trước rồi. Bây giờ anh nói trước có biết cái gì là con kỹ chứ nó đẹp ấy. Có lẽ video của mình cũng sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Rồi chào anh Ti nha. Chào các bạn luôn nha.